Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Tiệp đây. Như các bạn đã biết, thời gian gần đây dịch cúm Covid đang ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Hầu hết thì mọi người rất là ngại ra khỏi nhà để đi đến chỗ này, chỗ kia, rồi là vui chơi cũng như là mua sắm. Thấu hiểu được mong muốn của mọi người thì bên mình đã triển khai một cái dịch vụ cực kỳ tuyệt vời, đó là ship hàng miễn phí với bán kính 5 km các bạn nhé. Cách thức thực hiện cực kỳ đơn giản. Các bạn vào phần Facebook, sau đó vào phần tìm kiếm, gõ giúp mình là a.vk.vn hoặc thăng.vk.vn, sau đó phần ấn vào phần tìm kiếm thì có biểu tượng VK bên mình và có phụ kiện điện thoại gạch ngang vk.vn ạ, là các bạn vào giúp mình ạ. Rồi ok, bây giờ các bạn chỉ cần kích vào phần gửi tin nhắn giúp mình là được ạ. Mọi người ơi, còn chần chờ gì nữa, hãy cầm điện thoại lên, nhắn tin đặt hàng cho bên mình nhá. Còn các bạn nào ở xa thì bên mình sẽ ship code ạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn hãy like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.